Giả thiếu gia hãy trước tá kiếp trước. Nay bị ta phanh phui gánh tội giết người, bị tống vào nhà giam chờ điều tra. Nhưng đại tỷ ngạo mạn tuyên bố muốn lấy 5 triệu bị miệng người tố cáo. Nào ngờ giây tiếp theo đã bị người ta đá văng ra ngoài. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Đừng vội, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách cứu Ninh Kỳ Bá. Tên khốn kiếp này, chúng ta cứ đối phó từng bước. Bây giờ trước hết hãy đi giữ chút quà cho tên nhóc kia bị dập nát kia trong nhà giam. Mà lúc này, Ninh Kỳ Bá nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xung quanh trong nhà giam, mắt đầy oán hận. Ninh Mộ Vân giảm bảo án bắt ta. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ê thằng nhóc, mày gọi tao đấy à? Ninh Kỳ Bá nhìn Ninh Mộ Vân đột một bước vào nhà giam, trợn tròn mắt. Ninh Mộ Vân, sao ngươi vào được đây? Ngươi đoán xem, hai quả trứng cút của ngươi đã nát chưa? Ngươi đúng là tên phế vật. Ngươi còn mặt mũi hỏi ta đau không à? Ngươi tưởng ta quên là do ngươi làm sao? Sao giờ không giả vờ hiền lành nữa? Hai quả trứng cút này chỉ là món tráng miệng thôi. Môn chính ta còn chưa dọn ra. Ninh Mộ Vân, ngươi làm nhục ta thì được gì chứ? Ninh gia căn bản không chứa nổi ngươi đâu. Vị trí đó trong Ninh gia mãi mãi thuộc về ta. Ninh Kỳ Bá tai cho ngươi can đảm nói chuyện với ta kiểu đó. Đám rác rưởi đó chỉ có tên khốn như ngươi mới thèm. Ninh Mộ Vân, ta vừa gặp anh trai của Lưu Dĩ Đình rồi. Anh ta nói tuyệt đối không tha cho ngươi, thề sẽ chém ngươi. Tên nghèo kiết xác đó ta không sợ. Sau khi ta ra khỏi đây, chị ruột của ngươi tất nhiên sẽ thuê cho ta mười mấy vệ sĩ bảo vệ. Ngay sau đó, Ninh Mộ Vân đã tung cửa nhà giam, nắm cổ Ninh Kỳ Bá, phang vào đùi hắn. Ninh Kỳ Bá, ngươi đúng là một con súc sinh, chẳng lẽ không hề thấy chút ảnh này với Lưu Dĩ Đình sao? Ta có làm gì sai đâu, sao phải ảnh này với cô ta chứ? Ngươi nói những lời này mà không sợ cô ta đem đến tìm ngươi à? Khi cô ấy bị đánh, cô ấy đang mang thai con của ngươi đấy. Lúc này trong phòng đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh, khiến Ninh Kỳ Bá nổi da gà khắp người, nhưng vẫn cứng miệng nói, ta không sợ đâu. Đây là thời đại nào rồi, chỉ có mấy tên nhà quê như ngươi mới tin mấy thứ này. Vậy ra ngươi không sợ, vậy thì ta yên tâm rồi. Ngươi, ngươi định làm gì? Ninh Mộ Vân cười híp mắt lấy từ trong lòng ra một tấm ảnh, đặt trước giường của Ninh Kỳ Bá. Ninh Kỳ Bá nhìn bóng người yếu ớt trên tấm ảnh, xin nữa thì đè ra quần. Ninh Mộ Vân, ngươi đừng nói nữa. Vừa dứt lời, Ninh Mộ Vân rút ra từng cây kim bạc cắm lên người hắn. Ninh Kỳ Bá lập tức chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ, âm thanh nhỏ đến mức phải đến gần mới nghe được. Ninh Kỳ Bá không nói được nữa phải không? Tay chân cũng không nhúc nhích được nữa nhỉ? Không cần cảm ơn ta, ta đã cân nhắc. Hai người có thể có chuyện muốn nói riêng, nên trước hết ta để dây thanh quản của ngươi tê liệt một đêm, để ngươi và cô ta nói chuyện thật lòng với nhau. Ánh mắt Ninh Kỳ Bá có rút lại, chăm chăm nhìn Ninh Mộ Vân, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Chết tiệt, sao nhắm mắt cũng không được? Có phải cảm thấy mí mắt cũng không nhúc nhích được không? Đừng lãng phí sức lực nữa, dù sao hai người cũng đã lâu rồi không gặp nhau, nên ta muốn ngươi nhìn cô ta càng lâu càng tốt. Ninh Mộ Vân, ngươi đúng là ác quỷ. Ninh Kỳ Bá, ta đã nói từ sớm rồi, nhất định phải hành hạ ngươi, chỉ là mới bắt đầu thôi. Ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi. Ninh Mộ Vân nói xong, bước đến cửa chậm rãi dừng lại, mỉm cười quay đầu lại. Đúng rồi, ta giúp ngươi tắt đèn trước. Dù sao bây giờ cô ta không thích ánh sáng. Trong bóng tối, Ninh Kỳ Bá chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi vô tận bao trùm toàn thân. Tiếng kêu thảm thiết không thể nghe thấy, vang vọng khắp căn phòng tối tăm. Không khí kinh hoàng tràn ngập căn phòng. Ninh Mộ Vân, đừng làm quá đáng. Trong phòng có camera giám sát 24/24. Tôi có làm gì đâu, chỉ là để lại cho hắn vài món quà thôi. Anh tự biết điều là được rồi. À đúng rồi, vụ Tống Triển Hào lái xe đâm anh đã xét xử xong. Nhờ một số tài liệu anh cung cấp, thẩm phán tổng hợp tội danh, tuyên án tử hình. Giờ hắn cứ la hét đòi gặp anh. Tôi chẳng có thời gian cũng chẳng hứng thú gặp một tên sát nhân. Diều Vân Tĩnh, lần này cảm ơn cô nhiều. Tôi đi trước đây. Bên ngoài, Lưu Căn Bảo thấy Ninh Mộ Vân đi ra, lập tức tiến lên đón. Tình hình thế nào? Yên tâm đi, lần này Ninh Kỳ Bá không què cũng phải bán thân bất toại. Một thời gian nữa sẽ mở phiên tòa. Bây giờ anh phải làm là ngăn không cho mấy người chị của hắn tiếp xúc với cha anh. Tôi biết rồi, thời gian này tôi sẽ ở quê chờ tin tức từ ân nhân. Một bên khác, các chị em Ninh gia nhận được điện thoại hỗ trợ điều tra từ cảnh sát. Vốn tưởng có thể đưa Ninh Kỳ Bá đi, nhưng thực tế như một gáo nước lạnh dội vào đầu. Cảm ơn sự hợp tác của các vị, bây giờ các vị có thể đi được rồi. Đồng chí cảnh sát, vậy chúng tôi có thể làm thủ tục đưa Ninh Kỳ Bá đi được không? Không được, tại ngoại hầu cha cũng không được, ngay cả gặp Kỳ Bá một lần cũng không cho. Đại tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Diêm Quân, em lập tức bắt đầu điều tra nguyên nhân thực sự cái chết của Lưu Dĩ Đình năm đó. Nếu sự thật bất lợi cho Kỳ Bá, em biết phải làm gì rồi đấy. Nhưng đại tỷ, chẳng lẽ chị muốn Kỳ Bá bị kết án tử hình sao? Diêm Quân dùng mình trong lòng, cúi đầu nặng nề và bất lực. Đại tỷ, em hiểu rồi. Bên ngoài, Ninh Lạc Linh, Lục Tỷ Ninh gia đang đợi hai người ở ngoài. Biết được chuyện xảy ra với hai người, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Đại tỷ, tứ tỷ, chắc chắn là do Ninh Mộ Vân giở trò. Chúng ta không thể để hắn muốn làm gì thì làm nữa, nhất định phải phản kích lại hắn. Lạc Linh, chúng ta phải phản kích Ninh Mộ Vân thế nào đây? Nếu bản thân Ninh Mộ Vân không có sơ hở gì, vậy những người bên cạnh hắn chắc cũng có sơ hở chứ. Lục muội, sao em có thể làm vậy? Ninh Mộ Vân đã bắt đầu ra tay với chúng ta rồi, chẳng lẽ chúng ta không thể phản công sao? Lục muội, em im miệng đi. Diêm Quân, giờ không phải lúc em nhu nhược đâu. Em không thấy nhà mình bị hắn hại thành ra sao rồi à? Sự nghiệp minh tinh của người Yên không chỉ bị hủy hoại, mà còn gánh một khoản bồi thường khổng lồ. Kỳ Bá giờ còn bị hắn hại đến mức bị nhốt trong nhà lao. Chẳng lẽ phải đợi đến khi tất cả chị em chúng ta bị hắn hại chết,
Chúng ta mới ra tay sao? Đối mặt với câu hỏi gay gắt của Ninh Từ Khiết, Ninh Diêm Quân tạm thời không nói nên lời, không thể nói tiếp được nữa. Lạc Linh, em nói phải ra tay với người bên cạnh hắn thế nào? Đại tỷ, chúng ta có thể làm thế này. Cách em nghĩ ra rất hay. Có lẽ dùng cách của em để đối phó với người bên cạnh Ninh Mộ Vân có thể đạt hiệu quả bất ngờ cũng nên. Chúng ta nhất định phải khiến Ninh Mộ Vân khuất phục, không thể để hắn liên thủ với tên điên nhà quê đó, nếu không kỳ bá sẽ nguy hiểm mất. Ninh Diêm Quân nhìn Ninh Từ Khiết và Ninh Lạc Linh đang mưu tính, không khỏi cảm thấy rất lo lắng cho Ninh Mộ Vân. Đại tỷ, mọi người lên xe trước đi, em đi vệ sinh một chút. Này, Ninh Diêm Quân, sao cô gọi điện cho tôi làm gì? Khoan, đừng cúp máy. Mộ Vân, thời gian tới em nhất định phải cẩn thận với những người bên cạnh. Đại tỷ và Lục Muội đang định ra tay với cô gái bác sĩ bên cạnh em và vị tổng giám đốc công ty kia. Tại sao chị lại nói với tôi những điều này? Tứ tỷ chỉ không muốn em bị tổn thương thôi. Với cả mẹ bị em đuổi đi, khóc đến ngất xỉu luôn rồi. Mẹ giờ thực sự đã hối hận rồi. Em có thể đi thăm mẹ được không? Quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Ninh Mộ Vân nói xong liền cúp điện thoại. Còn giám đốc đến người bên cạnh ta. Ninh Từ Khiết, Ninh Lạc Linh, các người thực sự đang tìm chết. Từ khi bái miệng trước tổng giám đốc của Ninh Từ Khiết, Ninh Mộ Vân vẫn luôn theo dõi Ninh Từ Khiết, chuẩn bị cho bước đi tiếp theo với cô ta. Vốn định để bước cuối cùng mới xử lý Ninh Lạc Linh, giờ tự cô ta chủ động nhảy ra thì đừng trách. Ninh Lạc Linh, kiếp trước cô không phải là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới sao? Không lâu nữa sẽ là cuộc thi quan trọng nhất sự nghiệp âm nhạc của cô. Hy vọng cô sẽ thích món quà này của tôi.